Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học bài khái niệm về biểu thức đại số và giá trị của một biểu thức đại số. Một nhỏ, khái niệm về biểu thức đại số. Biểu thức đại số là biểu thức mà trong đó ngoài các số, các ký hiệu cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa còn có các chữ đại diện cho các số. Cô lấy ví dụ. Các biểu thức 4x, 2 nhân cho tổng 5 và a, x bình phương, 1 trên x trừ 4 là các biểu thức đại số. Khi các em hiểu được biểu thức đại số là gì rồi thì em dễ dàng cho được các ví dụ tương tự nhé. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào biểu thức đầu tiên, 4x. Ở trong biểu thức này, số là 4, chữ ở đây là chữ x và phép tính ở đây là phép tính nhân. Chữ x này đại diện cho một con số tùy ý nào đó và x này ta gọi là biến số. Thế ở biểu thức thứ nhì các em, biến số ở đây là gì nào? À, là a phải không nào? Hai biểu thức còn lại các em tự tìm biến số nhé. Cô lấy ví dụ thứ nhì. Em hãy viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình chữ nhật có hai kích thước là 5 cm và a cm. Ở cấp 1, khi chúng ta tính diện tích của một hình chữ nhật, khi biết hai kích thước thì chúng ta lấy hai kích thước đó nhân lại với nhau. Thế thì ở đây em dễ dàng trả lời được câu hỏi này rồi đúng không nào? Biểu thức đại số biểu thị diện tích hình chữ nhật có hai kích thước như trên là 5a và đơn vị diện tích là gì các em? Cm vuông. Chú ý, trong biểu thức đại số, các phép toán thực hiện trên chữ cũng có những tính chất quy tắc như trên các số. Phép tổng cộng, chúng ta biết rằng nó có tính giao hoán phải không? Cô lấy ví dụ 2 cộng 3 thì bằng 3 cộng 2. Tương tự trên chữ cũng vậy. X cộng y thì bằng y cộng x. Hoặc là x nhân y bằng y nhân x, tính chất giao hoán của phép nhân. Chúng ta qua phần số 2, giá trị của một biểu thức đại số. Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những cái giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện phép tính. Cô lấy ví dụ, em hãy tính giá trị của biểu thức A, 3x bình trừ 5x cộng 1 tại x bằng trừ 1 và x bằng 1/2. À, bây giờ chúng ta bắt đầu tính các em ha. Tại x bằng trừ 1, đó các em thế giá trị x bằng trừ 1 vào các cái vị trí của x. Như thế thì chúng ta thế vào 3 nhân trừ 1 tất cả mũ 2 trừ 5 nhân trừ 1 cộng 1. Chúng ta lưu ý, trừ 1 đó là số âm các em. Các em thế vô các em phải bỏ ngoặc ha. Rồi tính theo đúng thứ tự thực hiện phép tính. Lũy thừa trước, đến toán nhân, chia rồi bên cộng trừ. Như vậy âm 1 mũ 2 là bằng 1. Vậy là 3 nhân 1 là 3 nè. Chỗ này trừ 5 nhân trừ 1 nó ra cộng 5. Cho cộng 1 chúng ta tính được giá trị ở đây là 9. Như vậy giá trị của biểu thức A tại x bằng trừ 1 ra bằng 9. Tương tự như vậy, ta tính giá trị của biểu thức A tại x bằng 1/2. Chúng ta cũng tương tự như thế. Thế cái số 1/2 vào vị trí của x. Chúng ta tính được giá trị của A là trừ 3/4. Và cô có ví dụ thứ hai, tính giá trị biểu thức 3m trừ 2n tại m bằng 2 và n bằng trừ 1. Thế chúng ta thấy ở ví dụ này, nó khác cái ví dụ trước ở chỗ nào các em? Đó là đề cho chúng ta giá trị của hai biến. Ở đây là biến m và n. Thế thì chúng ta cũng làm tương tự nhé. Chúng ta thế giá trị của m và thế giá trị của n vào. Thực hiện đúng thứ tự thực hiện phép tính và chúng ta tính ra được là bằng 8. Bài học chúng ta đến đây là hết rồi. Các em lên website của trường để tải bài học, bài tập về nhà giải. Tuần sau chúng ta sẽ có hướng dẫn cho phần giải bài tập của tuần này. Mong sớm gặp lại các em. Xin chào tạm biệt.